đang tìm một ngôi trường đại học tại Mỹ với chất lượng giáo dục hàng đầu và trải nghiệm đáng nhớ. Chào mừng tới với Đại học Heidelberg, ngôi trường giáo dục khai phóng hàng đầu tại Mỹ, nơi khởi đầu cho hành trình học tập và phát triển cá nhân của bạn. Tọa lạc tại Tiffin, Ohio, một thị trấn nhỏ thân thiện nhưng đầy thú vị ở Mỹ, với chỉ 18.000 dân, Tiffin không quá lớn nhưng sẽ luôn khiến bạn cảm thấy gắn bó với các hoạt động, lễ hội văn hóa và ẩm thực độc đáo quanh năm. Heidelberg cung cấp hơn 33 ngành học chính, từ kỹ thuật, khoa học tự nhiên đến nghệ thuật và nhân văn, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên phát triển. Trường còn cung cấp nhiều chương trình đặc biệt như dự bị y khoa, nha khoa và hợp tác 3+2 với Đại học Case Western Reserve, nơi bạn có thể lấy 2 bằng chỉ trong vòng 5 năm. Với GPA 3.5 trở lên sau khi tốt nghiệp cử nhân, bạn có thể tiếp tục chương trình MBA trong vòng 1 năm và không mất học phí, tiết kiệm đến 28.000 đô la. Đây chính là cơ hội để bạn khám phá văn hóa Mỹ và mang văn hóa của Việt Nam đến với cộng đồng tại Heidelberg. Heidelberg không chỉ là nơi để học tập, mà còn là không gian để bạn học hỏi và tạo dựng những mối quan hệ quý báu sau này. Nếu bạn đã sẵn sàng cho một hành trình du học đáng nhớ, đừng chần chừ, Heidelberg University đang chờ đón bạn. Hãy nhanh chân lên nhé!